Vừa chia tay bạn gái, Matt Liu tâm trạng dành lời khen một nữ ca sĩ. Sau khi Hương Giang lên tiếng xác nhận chia tay, người hâm mộ chỉ sự quan tâm tới doanh nhân Matt Liu. Nhất cử nhất động của anh luôn nằm trong tầm ngắm của dân tình trước câu chuyện trên. Tuy nhiên, ngay lời thông báo của bạn gái cũ, chàng doanh nhân đã dành lời chúc tốt đẹp và hy vọng vẫn làm bạn với hoa hậu chuyển giới sau khi đường ai nấy đi. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Matt Liu đã cập nhật những hoạt động đầu tiên với tư cách là một quý ông độc thân. Anh cùng bạn bè chơi golf sau giờ làm căng thẳng hay tụ tập cùng vui chơi. Mọi chuyện tưởng chừng đơn giản cho tới khi nam doanh nhân liên tục hướng camera tới phần trình diễn của một nữ ca sĩ đình đám. Đặc biệt, Matt Liu còn không quên dành lời khen quá cảm xúc trước giọng hát da diết của ca sĩ đang trình diễn. Trước hành động của bạn trai cũ Hương Giang, khán giả cho rằng dường như anh vẫn chưa quên được người yêu cũ khi mang nặng nhiều ưu tư. Nghe một bài hát với chủ đề về nỗi nhớ người yêu cũ, anh lập tức nhận thấy sự đồng điệu và không quên dành lời khen. Có thể thấy chuyện tình 2 năm khép lại chính là kết quả không ai mong muốn, và có lẽ chính Hương Giang và Matt Liu cũng đấu tranh rất nhiều để đi đến quyết định này. Nhớ lại thuở mặn nồng với nàng hậu quốc tế, anh cũng từng nhiều lần khiến dân tình ăn cẩu lương trong loạt khoảnh khắc chiều chuộng và yêu thương bạn gái. Anh luôn đứng phía sau và âm thầm dõi theo từng bước chân của cô. Nhiều lần paparazzi còn ghi lại giây phút anh nhìn ngắm nửa kia một cách say mê khi cô đang trình diễn trên sân khấu. Tưởng chừng cả hai sẽ đi đến cái kết đẹp, nhưng một bộ phận fan vẫn cảm thấy tiếc nuối vì từ đây Vbiz mất đi một cặp đôi hoàn hảo. Sau chia tay, Hương Giang và Matt Liu đều có những hoạt động cá nhân. Trong khi mỹ nhân Hà Nội đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bằng cách đi du lịch, thì nam doanh nhân cũng thường xuyên gặp gỡ bạn bè trên sân golf. Bạn nghĩ gì về lời khen của Matt Liu dành cho nữ ca sĩ? Hãy để lại bình luận và cập nhật tin tức mới nhất về sao Việt tại Thấu Radio nhé!